chào các bạn. Hôm nay thì Sentity Shop sẽ giới thiệu với các bạn mã firewall Fortinet FG-60S BDL-950-12 là một cái giải pháp SD-WAN có thể mở rộng và bảo mật nâng cao. Nó sẽ phù hợp cho các cái văn phòng chi nhánh này hoặc là những cái doanh nghiệp có quy mô cỡ trung bình. Con này thì nó sẽ được thiết kế không quạt và dạng desktop để bàn rất là nhỏ gọn như thế này. Chúng ta có thể đặt ngay ở trên bàn làm việc mà không sợ nó gây ồn ào ảnh hưởng đến người xung quanh đang làm việc. Các bạn nghe thì sẽ thấy là cái mã của nó khá là dài đúng không? BDL-950-12 ở đây có nghĩa là thiết bị nó đã được bundle sẵn cái License Unified Threat Protection trong thời hạn 12 tháng. Thì nó tích hợp những cái tính năng như là lọc web này, lọc ứng dụng để chặn những cái website như là YouTube hay Facebook. Và ngoài ra thì nó cũng có tính năng antivirus nữa để mà quét virus trên các cái gói tin nó đi qua firewall, cũng như là nhiều tính năng bảo mật nâng cao khác. Đây là cái mã bundle mà ở Việt Nam chúng ta rất là hay dùng, và khi mà mua bundle sẵn với thiết bị thì nó sẽ có giá tốt hơn là chúng ta mua thiết bị ứng trước, sau đó thì sẽ mua license sau. Cho nên là nếu mà các bạn cần những cái tính năng mình vừa nói ở trên thì chúng ta nên mua bundle license nhé. Cái mã thông thường của nó thì chỉ là FG-60F thôi, còn cái phần đằng sau BDL-950 và trừ 12 hay là 36 hay là 60 thì nó sẽ là những cái tùy chọn số tháng sử dụng license. FG-60F thì nó sử dụng chip SD-WAN ASIC chuyên dụng của Fortinet gọi là SoC4 với công nghệ chip 28 nanomet cũng như là vận hành tối đa 8 lõi CPU. Thì nó sẽ giúp tăng đáng kể hiệu suất cũng như là cái khả năng mở rộng của các văn phòng chi nhánh. Đây các bạn có thể nhìn thấy thiết kế của nó thì rất là nhỏ gọn, cầm trên tay thì khá là nhẹ thôi. Đó. Nếu so sánh con này với dòng FG-60E cũ chỉ sử dụng chip SoC3 thôi thì con này nó sẽ có thông lượng tường lửa cao hơn tới 3,3 lần, IPsec VPN cao hơn tới 3,5 lần, thông lượng NGFW cao hơn 4 lần và thông lượng Threat Protection cao hơn 3,5 lần. Thiết bị thì nó sẽ hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp có khoảng tầm 100 user. Tất nhiên là nó sẽ còn phụ thuộc nhiều vào mô hình mạng và các cái dịch vụ sử dụng ở trong đó nữa. 100 user thì nó sẽ là cái thông số để mà chúng ta tham khảo khi cần xây dựng dự toán thiết bị. Còn trên FG-60F thì nó sẽ không giới hạn số lượng user tối đa. Một cái điểm rất đặc biệt đấy là cái con chip SoC4 ở trong này nó sẽ cung cấp cái khả năng tăng tốc các quát lên tới 8 gigabit per second, trong khi cái dòng cũ thì nó chỉ là 890 megabit per second thôi, rất là mạnh mẽ. Rồi, phụ kiện của thiết bị thì chúng ta sẽ có ở đây là một cái bộ mounting kit này để mà cố định thiết bị. Tiếp theo là một cái dây mạng RJ45. Tiếp theo nữa là một cái bộ quick start guide hướng dẫn sử dụng nhanh. Tiếp theo nữa là một dây nguồn. Và cuối cùng là một cái adapter. Ok, còn giờ thì mình sẽ giới thiệu chi tiết thiết kế của thiết bị cho các bạn xem nhé. Đây là mặt trước của thiết bị này. Thì nó khá là đơn giản thôi. Sẽ có cái mã sản phẩm ở đây, Fortinet 60F này. Và bên này thì là cái hệ thống đèn LED báo hiệu cái trạng thái hoạt động của thiết bị. Ở phía bên hông này thì chúng ta sẽ có một cái khóa vật lý này. Cái lỗ khóa này thì nó sẽ có tác dụng hữu ích trong khi mà chúng ta cần triển khai mobility. Ví dụ chúng ta mang thiết bị này ra một cái khu vực nào đó và chúng ta sẽ khóa nó lại để tránh bị mất cắp. Và đây thì sẽ là những cái mắt lưới tản nhiệt để mà giúp cho thiết bị nó có thể thoát nhiệt tốt hơn trong quá trình vận hành. Rồi, chúng ta xem tiếp cái giao diện mặt sau của thiết bị. Thì ở đây sẽ có một cái cổng nối đất này để mà đảm bảo an toàn về điện. Phía bên dưới nó là một cái nút reset nhỏ xíu này. Chúng ta sẽ cần đến một cái tăm hoặc là một cái tuốc nơ vít loại nhỏ thì chúng ta sẽ nhấn giữ ở đây trong khoảng 10-15 giây gì đó để mà khôi phục lại cấu hình mặc định cho thiết bị. Ở bên cạnh thì là một cái cổng cắm nguồn DC 12V. Và kế bên nữa là một cái USB 3.0. Chúng ta sẽ có thể cắm thêm những cái modem USB 3G, 4G, LTE tương thích của các cái nhà mạng vào đây để mà bổ sung thêm một đường WAN hoặc là dùng dự phòng cho mạng. Bên cạnh thì nó là một cái cổng console RJ45 dùng để cấu hình. Cổng này thì chắc anh em kỹ sư rất là quen thuộc rồi. Cổng này thì nó sẽ có hai loại các bạn nhé.
Một loại thì một đầu sẽ là RJ45, một đầu USB. Chúng ta có thể cắm đầu RJ45 vào đây và đầu USB vào máy tính. Loại thứ hai thì nó sẽ là một đầu RJ45 và một đầu RS232. Thì chúng ta sẽ cần thêm một cái đầu chuyển nữa để mà chuyển đổi RS232 thành USB rồi mới cắm được vào máy tính nhá. Thì phần lớn những cái máy tính hiện nay thì nó đã không còn cái cổng RS232 rồi, cho nên là nếu mà bạn nào có sẵn cái loại thứ hai này rồi thì mua thêm cái đầu chuyển là được. Còn không thì chúng ta mua loại thứ nhất cho nó tiện nhá. Tiếp theo ở đây thì ký hiệu, các bạn nhìn ký hiệu này, WAN 2 và WAN 1 thì sẽ là hai cái cổng WAN RJ45 1GB. Và hai cổng này thì nó sẽ tăng cái tính dự phòng cho mạng. Chẳng hạn như ở cổng WAN 2 này chúng ta cắm đường mạng FPT chẳng hạn, rồi cổng WAN 1 này chúng ta cắm đường mạng Viettel. Thì khi mà một đường mạng nào đó gặp sự cố thì chúng ta vẫn có kết nối của nhà mạng còn lại để đảm bảo các cái hoạt động trong network không bị gián đoạn. Và trong trường hợp cả hai cái đường mạng này đều bình thường thì chúng sẽ có thể share tải cho nhau. Kế đến nữa là một cái cổng DMZ RJ45 1GB và hai cái cổng FortiLink ký hiệu AB này cũng là cổng RJ45 1GB. Hai cổng này thì nó sẽ có thể dùng để mà quản lý các cái thiết bị FortiSwitch từ xa. Và kế tiếp là 5 cổng RJ45 1GB dùng để kết nối tới các cái thiết bị như là máy tính hay là máy in hay là camera và nhiều thiết bị khác nữa. Và tất cả những cái cổng này thì chúng ta đều có thể cấu hình để mà sử dụng như là các cái cổng LAN hay là WAN đều được nhá. Về hiệu suất của thiết bị thì nó sẽ có thông lượng tường lửa là 10 gigabit per second, IPsec throughput là 1.4 gigabit per second, NTFW throughput là 1 gigabit per second và Grid Protection throughput là 700 megabit per second. FG60F thì nó sẽ có rất là nhiều tính năng cần thiết cho doanh nghiệp của chúng ta. Ví dụ như là SD-WAN này thì nó cho phép cấu hình nhiều đường internet sử dụng đồng thời để mà tăng băng thông cũng như là tính dự phòng cho mạng. Trên firewall có tổng cộng 10 port như thế này, có nghĩa là các bạn có thể sử dụng tối đa 9 đường WAN, rất là nhiều ạ. Ngoài ra thì SD-WAN cũng hỗ trợ chúng ta ưu tiên ứng dụng trên một đường WAN cụ thể. Ví dụ như là các bạn có thể ưu tiên cái đường WAN số 2 này là đường tốc độ cao, độ trễ thấp, ít nhất gói tin cho các cái dịch vụ quan trọng như là Zoom Meeting hay là Office 365, vân vân. Tính năng VPN của nó thì hỗ trợ đầy đủ những cái loại VPN như là SSL VPN này, IPsec VPN này và Remote Access, vân vân. Rất là cần thiết khi mà nhu cầu làm việc từ xa đang càng ngày càng tăng lên. Và con này thì nó cung cấp tới 200 VPN Gateway to Gateway, 500 VPN Client to Gateway. Có nghĩa là chúng ta có thể cung cấp kết nối VPN cho 500 người khi nhập vào để mà làm việc từ xa. Ngoài ra thì thiết bị nó còn hỗ trợ rất là nhiều tính năng hữu ích khác như là chặn gửi các cái file không cho phép ra ngoài, tránh thất thoát dữ liệu, hay là tự động chặn những cái mối đe dọa đối với lưu lượng được giải mã bằng cách sử dụng hiệu suất kiểm tra SSL cao nhất, bao gồm tiêu chuẩn TSL 1.3 mới nhất và những cái mật mã bắt buộc. Và nó cũng chủ động ngăn chặn những cái cuộc tấn công tinh vi mới được phát hiện trong thời gian thực bởi FortiGuard Lab do AI cung cấp và các cái dịch vụ bảo mật mối đe dọa tiên tiến có trong cấu trúc bảo mật của Fortinet. Theo cá nhân mình đánh giá thì cái con FG60F trừ BDL 950-12 này nó có thể đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng một cái con firewall ngày nay có thể đáp ứng rồi. Còn các bạn thấy con này như thế nào? Cho mình biết ý kiến của các bạn bên dưới comment nhé. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ xem VPShop một like, share cũng như là subscribe kênh YouTube nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.